Xin chào quý vị và các bạn. Vậy là ngày hôm nay, BMW đã chính thức tung ra những hình ảnh và những video đầu tiên của chiếc BMW X7. Trong video này, mời các bạn cùng Autodaily nhìn ngắm và cảm nhận chiếc X7 mới của gia đình BMW. Xét về tổng thể ngoại thất, các bạn có thể thấy trên màn hình lúc này là một BMW X7 khá to lớn và sang trọng. Bản thương mại này của nhà BMW có nhiều điểm thiết kế tương đồng với chiếc X7 iPerformance concept được giới thiệu vào năm ngoái. Với ngôn ngữ thiết kế mới, thì điểm đáng chú ý đầu tiên chính là cụm lưới tản nhiệt chrome cỡ lớn liền khối, cùng camera trước nằm chính giữa. Những ai đã chót yêu và cả những ai chưa yêu BMW thì có thể thấy ngay, mặc dù cụm lưới tản nhiệt được thiết kế lại ấn tượng hơn, nhưng nếu che logo đi thì chỉ cần nhìn thoáng qua, chúng ta vẫn có thể nhận biết ngay, đây chính là mẫu xe của BMW. Cụm đèn pha thực sự nổi bật khi được thiết kế sắc sảo cùng công nghệ LED Adaptive Headlight. Và nếu như các bạn là những vị khách hàng chịu chi, thì có thể tùy chọn công nghệ đèn laser. Tiếp xuống cản dưới là các góc hút gió lớn và được nối liền với nhau bởi một thanh nẹp chrome. Tất cả các chi tiết trang bị này đã tạo cho BMW X7 một diện mạo thực sự thu hút. Tiến sang phần thân xe, các bạn có thấy BMW X7 giống mẫu xe gì không? Các bạn nhớ comment ngay phía dưới video này. Một thân hình to lớn, vạm vỡ nhưng không hề thô một chút nào. Đường viền chrome bao quanh cửa kính kết hợp cùng thanh chrome dạng gậy chơi khúc côn cầu làm điểm sáng cho phần thân dài 5.163mm của xe. Và đương nhiên, một chiếc xe to lớn vạm vỡ thì không thể thiếu đi một bộ la-zăng đa chấu hợp kim nguyên khối 22 inch đi kèm thông số lốp 275-40R22. Tiến tiếp xuống phần đuôi xe, các bạn có thể thấy phần đuôi của X7 khá vuông vắn, và nếu các bạn có comment là giống với cả Mercedes-Benz GLS thì tôi cũng phải thừa nhận rằng chúng ta có cái nhìn khá tương đồng với nhau. Nhưng khi các bạn tiến lại gần hơn với chi tiết là cụm đèn hậu thì sẽ thấy cụm đèn hậu full LED của X7 được làm mảnh và nối liền với nhau bởi một thanh chrome sáng bóng. Và đương nhiên, các bạn cũng sẽ có những trang bị cơ bản như cảm biến sau, camera lùi, camera 360 độ và cửa hậu được đóng mở điện. Nếu như phần thiết kế ngoại thất chưa thực sự làm các bạn hài lòng thì mời các bạn cùng Autodaily tiến vào không gian nội thất của chiếc xe này. Một khoang cabin sang trọng và đẳng cấp đúng nghĩa khi các kỹ sư thiết kế của BMW đã lựa chọn sự hòa trộn giữa chất liệu da, gỗ và kim loại cùng những trang bị công nghệ hiện đại. Với thiết kế ghế ngồi lớn và những đường chỉ may tạo hình quả trám trên chất liệu da như trên video lúc này, chắc hẳn các bạn cũng giống tôi. Nhớ ngay tới những chiếc ghế trên xe Bentley, phải nói là quá đẹp và sang trọng. Vô lăng của xe bọc da và cũng không có sự thay đổi về mặt thiết kế so với các mẫu xe nhà BMW. Nhưng khi nhìn vào cụm phím điều khiển trên vô lăng thì tôi lại thấy có phần hao hao giống cụm phím điều khiển trên vô lăng của những chiếc Mercedes-Benz thế hệ mới. Phía sau vô lăng là màn hình LCD 12,3 inch hiển thị thông tin vận hành của xe. Các bạn có thể đưa mắt sang bên phải để tiếp tục thấy một màn hình thông tin giải trí 12,3 inch cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo nổi tiếng mà BMW đã giới thiệu cách đây không lâu trên chiếc BMW 3 Series. Tiếp tới cụm điều khiển điều hòa thì BMW cũng đã lược bỏ hầu hết các nút bấm phức tạp trên các mẫu xe trước đây, mà thay vào đó là sự đơn giản với hai màn hình nhỏ nằm chính giữa hai cửa gió điều hòa cùng hàng phím bấm đẹp mắt. Nhưng điểm mà có lẽ các bạn sẽ để ý ngay chính là cụm công suất trung tâm, được ốp gỗ sáng màu với chiếc cần số khiến chúng ta phải mê mẩn khi được làm như một viên pha lê vậy. Tại thị trường Mỹ, xe được trang bị hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, hệ thống âm thanh 10 loa và cửa sổ trời toàn cảnh 3 nấc. Những tính năng khác gồm sạc smartphone không dây và cổng phát Wi-Fi. Nếu các bạn chưa hài lòng, các bạn có thể tùy chọn hệ thống âm thanh vòm Bauer & Wiskin Diamond 20 inch, hệ thống thông tin giải trí hàng ghế sau với màn hình cảm ứng 10,2 inch, ghế ngồi kèm chức năng sưởi, rèm cửa sau chỉnh điện, giữ cốc làm nóng và lạnh, và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái. BMW X7 trang bị tiêu chuẩn hàng ghế sau dạng liền và gập. Những khách hàng có thể đặt ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai riêng rẽ. Dù cấu hình như thế nào thì ghế đều có thể trượt lên phía trước và sau 144mm. Hàng ghế thứ ba trên BMW X7 được BMW khẳng định là mang lại cảm giác thoải mái cho những hành khách trưởng thành trong hành trình dài. Dung tích khoang hành lý của xe 1.376 lít phía sau hàng ghế thứ ba có thể tăng lên 2.559 lít khi gập hàng ghế thứ hai và thứ ba xuống. Dưới nắp capo của BMW X7 xDrive 40i sử dụng động cơ 3.0 lít tăng áp 6 xi lanh, công suất 335 mã lực, mô men xoắn cực đại 446 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 5,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 245 km/h. Khách hàng có thể lựa chọn các phiên bản uy lực hơn như X7 X-Drive 50i với động cơ twin turbo 4.4 lít V8, công suất 456 mã lực, mô men xoắn 648 Nm, tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 5,2 giây, tốc độ giới hạn tối đa 250 km/h. Mặc dù tập trung vào sự thoải mái và sang trọng, nhưng BMW vẫn đưa ra những tính năng đảm bảo đúng chất, khả năng vận hành của nhà BIM. Tuy chọn gói Dynamic Handling với đánh lái chủ động tích hợp, V-Side cầu sau M Sport trên bản X-Drive 50i. Tương tự như những mẫu xe hơi hiện đại, BMW X7 trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ người lái tiêu chuẩn, bao gồm bảo vệ chủ động và hỗ trợ lái chủ động với phát hiện điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm sau, cảnh báo va chạm trước với chức năng cảnh báo người đi bộ và tránh va chạm trong thành phố. Ngoài ra còn phải kể đến cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau cùng thông tin giới hạn tốc độ. Nếu chưa thỏa mãn, khách hàng có thể đặt thêm hệ thống hỗ trợ người lái chuyên nghiệp chủ động với sự hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tắc đường, gói hỗ trợ đỗ xe bao gồm quan sát từ trên cao, toàn cảnh và 3D. BMW X7 2019 sẽ đến thị trường Mỹ vào tháng 3 năm tới với giá từ 73.900 USD cho bản X7 X-Drive 40i và 92.600 USD cho bản X7 X-Drive 50i. Nếu thấy hay, các bạn nhớ like hoặc share video này và đừng quên subscribe kênh YouTube của Autodaily để cập nhật những thông tin về xe mới nhất tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!